Mặc xên ghi kê phúc lộc liên trường, cảm tạ mẹ hiền tình thương vô đối, tuôn đổ ơn lành Thiên Chúa ba ngôi. Ngọc Khánh giáo phận phúc lộc ơn trời, đoàn con hợp xướng dâng lời tụng ca, giữ gìn gia sản thừa kế tinh hoa, phát huy cơ nghiệp người cha lưu truyền. Từ khắp muôn nơi, khắp nơi con giáo phận được mừng đổ đường đi về đất mẹ nơi trang thân yêu, cùng chung nhịp bước tay trong tay, cùng chung một lối ta ra đi, mừng lễ hội ngóng giao phận chúng ta, cùng chung niềm vui bao hân hoan, cùng chung câu hát tri ân Chúa, con xin tri ân qua bao niềm mừng tư theo gương lễ dân thân, dìu đưa giao phận nhà chan trong an bình. Dâng mẹ lời tạ ơn, mẹ là nguồn
nay chung xây nước Chúa. Sau 10 năm hôm ân tràn hòa, sau 10 năm cùng mẹ các Thiên Chúa muôn đời. Từ khắp muôn nơi nơi con giao phương tương mừng đô đức đi về nhân mẹ nơi trang thân yêu, cùng chung nhịp bước tay trong tay, tay trong tay cùng chung một lối ta ra đi, ra đi mừng lễ hội mong khánh giao phần chúng ta. Trân trọng kính mời Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng con lên có đôi lời phát biểu và tuyên bố khai mạc cho đêm diễn nguyện mừng Ngọc Khánh hôm nay. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha. Xin kính chào Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier. Xin kính chào tất cả quý đức cha, quý cha tổng đại diện, cha giám đốc đài chúng viện, tất cả quý cha hạt trưởng, quý cha bề trên, quý cha, kính chào quý bề trên tổng phụ trách, quý bề trên, quý tu sĩ, nam nữ, chúng sinh. Kính chào đại diện các giáo xứ, anh chị em và tất cả quý vị. Thật là hạnh phúc khi chúng ta được gặp nhau nơi đây. Chúng ta tạ ơn Chúa với dấu ấn 60 năm giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta. Và chúng ta biết rằng chúng ta được sinh ra từ dòng máu các tổ tiên tử đạo. Điều mà lịch sử đã làm chứng rằng máu và mồ hôi, nước mắt của các ngài, Chúa thấy tất cả. Và từ đó dòng máu tử đạo đem lại những hoa trái thiêng liêng rất là tuyệt vời. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và trong tinh thần của người công giáo Việt Nam, chúng ta luôn luôn sống đạo hiếu đối với các bậc tổ tiên tiền bối của chúng ta. Trong dịp các giám mục Việt Nam thăm viếng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng như các thánh bộ tại Roma và gắn bó đức tin của mình khi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, thì Đức Giáo hoàng đã nói với các giáo mục Việt Nam điều này: đạo Chúa có mặt tại Việt Nam để làm gì? Để yêu thương và phục vụ dân tộc tổ quốc Việt Nam. Đạo Thánh Chúa là như thế, hiện diện để yêu thương và phục vụ. Vì thế 60 năm qua trên dãy đất Khánh Hòa và Ninh Thuận thân yêu, Đạo Thánh Chúa từ thời Đức Cha Marcelo Pique Lợi cho đến ngày hôm nay cũng chỉ có một mục đích duy nhất: yêu thương và phục vụ
địa phương thân yêu tại Khánh Hòa, tại Ninh Thuận, và tình yêu thương và tinh thần phục vụ dành để đặc biệt cho những người nghèo khổ, những người ở vùng sâu, vùng xa. Và đó chính là niềm vui, là hạnh phúc, là lẽ sống của đạo chúng ta. Đêm hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta tạ ơn các bậc tiền nhân, và chúng ta xin các Ngài phù hộ cho chúng ta để chúng ta tiếp nối dòng lịch sử trong yêu thương và phục vụ, bởi vì chúng ta đầy tràn tinh thần hiếu thảo, tạ ơn, vui mừng và hy vọng. Tôi tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện lịch sử hôm nay. Chúng con kính cảm ơn Đức Cha. Xin cảm ơn tiết mục khai mạc của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Trọng kính quý Đức Cha, quý cha và toàn thể quý vị, chương trình diễn nguyện mừng Ngọc Khánh Giáo Phận Nha Trang trải qua 3 phần. Phần thứ nhất, linh đạo của Giáo Phận Nha Trang, Mẹ Maria trong hành trình 60 năm Giáo Phận được hình thành và phát triển. Phần thứ hai, Giáo Phận Nha Trang trải qua 4 thời kỳ của 4 vị mục tử, đó là Đức Cha Marcelo Bicke Lợi, Đức Hồng Y Francisco Xavier, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa cùng với Đức Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo Phận Nha Trang. Và phần cuối cùng, tổng quan Giáo Phận Nha Trang 60 năm với chủ đề tạ ơn, vui mừng và hy vọng. Ngay giờ đây, chúng con kính mời quý Đức Cha và toàn thể quý vị bước vào phần 1 của đêm diễn nguyện.